Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Đọc đây và hôm nay mình làm một cái video để chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề là mình đi lái taxi các bạn ạ. Đấy, họ đang thông báo trực đêm đấy. Trời. 36 lấy xe Kiến, Đang 37 thông lấy xe báo Lộc, đấy. 43 lấy xe Khánh, 37 lái xe Lộc đấy các bạn ạ. Chỉ chính mình ấy, tối nay mình đang phải trực đêm rồi. Và mình chia sẻ với các bạn về cái cuộc sống của một cái người lái xe taxi. Thì các bạn có ai mà muốn làm lái xe taxi có thể tham khảo qua cái video này thì để các bạn có thể trở thành con người đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất cho công việc của mình. Thì thực ra là cái nghề taxi này thì nó cũng có cái hay mà cũng có cái không hay, mà cái thực ra thì cái nghề nào cũng thế thôi, có cái không hay mà nó cũng có cái hay. Thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể đưa ra một cái lựa chọn cho mình trong cuộc sống. Thì thực ra thì mục đích của mình đến với nghề taxi là để huấn luyện cái tay lái của chính mình. Huấn luyện cái tay lái của chính mình sau khi mình học bằng lái xe xong. Thì thực ra học bằng lái xe xong thì không phải ai cũng có điều kiện để mua xe riêng. Đấy. Và lái taxi để cho nó huấn luyện cái tay lái của mình. Đấy, mình có va, quệt, xước sát hay là bất cứ cái gì đấy thì có bảo hiểm của bên taxi họ đỡ gánh đỡ cho. Thì chứ mà mình mà mua xe của mình ấy, mà mình lại không có tiền nữa thì mình mà hỏng hay là bất cứ một cái xước sơn gì mình đều phải bỏ ra để mình đóng những bài học ở đấy thì nó cũng không là ấy lắm. Thì thật ra thì cái nghề taxi này nó cho chúng ta một cái sự huấn luyện nghề tay lái trước khi họ cho chúng ta nhận xe để đi làm. Thì thật ra nó rất là tốt các bạn ạ, rất là tốt cho chúng ta rồi. Thì nên mình khuyên các bạn là nếu các bạn có xác định là nếu như các bạn muốn hoàn thiện hoặc hoàn thành và muốn giỏi trong cái lái xe thì các bạn nên lái xe taxi khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Nhưng mà thực chất thì Lộc thì lái thì cũng kém lắm, đi vào được được huấn luyện thì cũng là tốt lên. Và sau khi đi lái xe thì bây giờ đã phải sửa rồi, là sơn xước hết rồi. Rồi, đã phải sửa xe rồi, sơn xước hết rồi, xong rồi lùi thì bẹp đít rồi, bẹp đít xe rồi, vỡ cả sơn ở đằng sau đít rồi. Thật ra thì mình lái một tháng nay rồi thì bắt đầu mới có cảm nhận xe tốt hơn, cảm nhận xe tốt hơn. Mình sẽ cảm nhận được bốn bánh nó ở chỗ nào, cái đầu mui mui xe két nước gầm với nó ở cái chỗ nào, mình đi vào những đoạn đường nào mà mình cần né tránh như thế nào. Đấy thì là mình đã cảm nhận được hết rồi. Thì tuy nhiên là để lái tốt hơn và để tốt tuyệt vời hơn chắc là vẫn phải một vài tháng nữa. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn biết là chúng ta đi học ở trường ấy thì cái bài lùi là bài bài người ta học ít nhất, là thường là chỉ lái thẳng thôi, và cua quành cũng ít. Thế cho nên là đi lái taxi là cua quành và những góc nhỏ, ngõ nhỏ rồi phải lùi phải bó vỉa các thứ rất là khó. Thì đi lái taxi nó cho chúng ta cái bài tập rất là tốt. Mình lùi đến bây giờ vẫn thật sự là chưa giỏi. Nhưng mà mình khuyên các bạn, nếu các bạn thật sự muốn lái xe tốt thì nên lái taxi một vài tháng. Còn nếu các bạn có điều kiện nó mua xe riêng của nhà mình rồi và thường đi làm hay là thường công việc các bạn thường liên quan đến xe thì các bạn có thể tự lái xe của mình. Đấy, còn cái những người mà có điều kiện ấy thì họ thuê lái xe riêng rồi thì đấy không làm gì. Đấy là mình cũng khuyên các bạn. Nhưng mà cái nghề taxi này nó có một cái hơi 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 bất ngờ, đó là các bạn có thể không biết. Các bạn có cái nghĩ là nghề taxi nó nhàn và các bạn sẽ nghĩ là cái nghề taxi này nó kiếm được nhiều tiền, nhưng mà thực ra nó không thế đâu. Thực ra thì làm vật mặt ra mới được hơn chục triệu một tháng, mà các bạn sẽ mất 4 buổi chủ nhật không được nghỉ, và mỗi một tháng các bạn phải trực 8 buổi đêm, tức là một tuần 2 buổi đêm, tuần nào cũng trực 2 buổi đêm. Hai buổi đêm là vì mình đây là tối nay mình phải trực đêm này, và tối nay là tối thứ hai, và mình một trực đêm nữa là tối thứ sáu, tức là cứ tối thứ hai và tối thứ sáu là mình trực đêm. Đấy, tức là thức từ sáng đến tối đó, chứ nào không có khách là mình chợp mắt thôi, chứ còn thật ra là cứ thức thôi, chưa để đi chở khách, nó khách đông là cứ thức thôi. Và bây giờ các bạn biết là mình trực đêm mất ngủ quá, giờ đầu mình rất là đau các bạn ạ, đau đầu lắm, và mình chưa quen được với cuộc sống tại taxi này, mình cảm thấy nó rất là mệt và đang ốm một tuần nay rồi. Và có lẽ là nó cứ đeo đẳng dai dẳng như này mà mình chưa thể là quen được với cuộc sống lái taxi. Và mình uống thuốc rồi, các bạn có thể thấy là so với những video khác thì cái video này là cái giọng nói của mình đã khác rồi đúng không? Đấy thì mình chia sẻ các bạn là thật ra thì mình vừa mới uống thuốc xong thì bây giờ người đang rất là nóng sốt. Và các bạn có thể thấy này, mình mua này, cứ 50 một đấy, các bạn thấy thuốc này 50 một đấy thì mình uống cái này bây giờ là mất hơn 500.000 tiền thuốc rồi. Đấy, hơn 500.000 tiền thuốc rồi. Đấy, nó may là đi làm người taxi này thì mình cũng gọi là được cái may, nó là
cứ mỗi người người ta giả thừa cho 5-3 nghìn đấy, thì chạy khoảng 10 cuốc thì có 5-30 để các bạn ăn trưa đấy. Nếu như còn thực ra ốm như mình như này là đang bị âm tiền các bạn ạ, đang bị âm tiền đấy đấy mà các bạn các bạn đấy, các bạn thấy mình ho chưa đấy, không đủ tiền thuốc đây này. Cuộc sống bây giờ nó là như thế. Bây giờ thì thực ra thì mình ân hận một khi mà lái cái taxi này, nhưng mà thực ra thì có một số các anh em thì họ cũng chỉ là 2-3 tháng thôi đấy, mình thì đang ốm như này mà không biết là mình có trụ được không, nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình sẽ làm hết hợp đồng. Một hợp đồng là kéo dài 14 tháng các bạn ạ, 14 tháng, mà 14 tháng này là các bạn không bao giờ được nghỉ chủ nhật, và các bạn không bao giờ và các bạn luôn luôn phải trực đêm, các bạn luôn phải trực đêm 1 tuần 2 buổi đấy, và chỉ có khi nào các bạn bận việc gì đó các bạn phải viết đơn xin nghỉ, 1 tháng các bạn được nghỉ phép 2 buổi đấy, và những cái trường hợp đặc biệt mới được xin nghỉ thôi. Thực ra thì anh nghề lái taxi này nếu như chăm chỉ làm đấy, mỗi ngày kiếm khoảng tầm 1 triệu thì tháng có tầm 14-15 triệu tiền lương. Thế nhưng mà kiếm 1 triệu thì rất là khó các bạn ạ, bởi vì nó phải tùy thuộc khách hàng đấy. Bây giờ khách hàng không có khách thì các bạn có cố không kiếm được đấy, mà nếu như đấy mà các bạn hôm nào các bạn làm đấy mà rất là đông khách, nhưng mà các bạn có muốn làm nhiều hơn cũng không được, bởi vì một ngày nó chỉ có 24 tiếng thôi. Các bạn đi một cuốc xe thì chạy xe thì có cuốc nửa tiếng, có cuốc thì 1 tiếng, một ngày chỉ 24 tiếng thôi, các bạn chỉ chạy chỉ nó 20 cuốc xe hoặc 24 cuốc xe là hết đấy, hết một ngày rồi. Thì thật ra thì cuộc sống này nghĩ đi nghĩ lại đâu cũng thế thôi đấy, làm cái gì cũng thế, thì quan trọng là chúng ta có yêu nghề, yêu thích hay không. Nhưng mà cái nghề lái xe này thực ra thì nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là cái việc trực đêm này đấy thì dành cho những người chưa có kết hôn như mình. Nhưng mà mình mà kết hôn rồi đấy, có con có cái rồi thì thật ra thì không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho gia đình, bởi vì đi suốt đấy. Các bạn biết là 1 ca nhá, các bạn biết không, 1 ca làm là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối đấy. Thế các bạn đi làm như thế vì mệt rồi thì ăn cơm tắm rửa xong là 10 giờ rồi, có hôm mà khách có đông ấy thì 19 rưỡi 10 giờ mới về, thì tắm rửa xong ăn cơm xong là 11 giờ đi ngủ, sáng sau lại 6 giờ mới làm, thật ra không có thời gian để cho con cái cả đấy. Thế cho nên là những người có gia đình rồi ấy, thì mình nghĩ là không nên đi làm taxi đấy, thì trường hợp là các bạn đã làm lâu năm rồi thì các bạn nên trụ lại thì có thể có nên, chứ còn thực ra thì để bắt đầu thì các bạn chỉ nên là đôi 3 tháng để gọi là cho tay lái nó cứng thôi, thì thường là như thế. Và các bạn sẽ biết là khi xin việc đấy thì các bạn sẽ phải đóng tẩy hay là tạm ứng tiền trước, nếu như mà các bạn không không theo hết hợp đồng thì các bạn sẽ bị mất cái số tiền các bạn đóng vào đó đó. Thì thật ra nó cái gì nó có cái cái gì cái này của nó đấy. Mình cố gắng để mình gọi là chưa có điều kiện mua xe thì mình tập để cho mình lái xe cho tốt. Mấy cái thứ hai nữa là mình cũng đang muốn là cái mùa hè này là mình lấy cái xe này, mình có cái xe này mình chạy đi, mình chở điều hòa đấy, mình chở điều hòa mình xem là mình có bán được điều hòa đấy, thì mình chở cái xe này của mình, cái thương hiệu bán điều hòa của mình trước đây mình vẫn dùng cái xe này, cái taxi này để mình bán điều hòa các bạn ạ. Bán điều hòa thì mình cứ cho lên xe mình chở thôi, chở con này được 2 cái điều hòa mới chở thêm một thợ phụ đi làm lắp điều hòa cũng được. Thì đấy là mình đang tính như thế, nhưng không biết là như thế nào. Thì thời gian này sau 1 tháng làm taxi thực ra mình vẫn chưa quen với cuộc sống này lắm, lái xe đầu óc nó căng thẳng, lái xe nó căng thẳng và đầu óc rất là đau đầu, cho nên là có nhiều cái nói ra thì thật sự là cuộc sống này làm gì cũng thế thôi. Chứ cương quy là mình chưa có vợ thì mình cũng đang muốn là cố gắng sẽ làm hết hợp đồng để cho thật sự cái tay lái nó thật sự là giỏi đi, thật sự là cứng đi đấy. Cả cái sau này mình không có tiền mua xe thì mình vẫn cứ tự tin, sau này mình lái xe khác mình vẫn tự tin đấy. Thì mình chia sẻ như vậy, cuộc sống này thì cái nghề taxi tưởng là sạch sẽ chân tay nhàn hạ, nhưng mà kỳ thực ra thì nó khá là vất vả đấy. Và để như nói các bạn, nếu các bạn đi làm công nhân ấy còn nhàn hơn làm taxi. Các bạn đi làm công nhân nhé, các bạn nuôi ăn đấy, taxi họ không nuôi ăn rồi đấy. Thì thứ nhất, thứ hai nữa là các bạn được tăng ca thì tiền công tiền lương sẽ nhân rưỡi, thứ bảy chủ nhật các bạn làm có thể được nhân rưỡi hoặc là nhân đôi đấy. Nhưng mà cái nghề taxi này đâu có thế đâu, các bạn làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít đấy, là làm 8 giờ tối hay 9 giờ tối hay 10 giờ tối cũng chẳng ai tăng lương các bạn đấy. Thật sự là như thế, thì nói đúng là làm nhiều thì có tí thưởng, không có thì không làm được nhiều, không đạt doanh số thì chẳng được thưởng, thì quá bỏ chẳng tội. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn, thì thật ra thì cái gì nó có khó khăn của nó. Bây giờ các ông làm cái việc này, cái nghề lái xe này thì có lúc đây không có khách đây cứ ngồi chơi thôi, ngồi trong xe chả làm gì, bí bách thì ra ngoài kia tập thể dục tí, đi loanh quanh xe tập thể dục, và lúc nào phải trực cái đàm này nghe đàm em nói mất liên lạc lại còn bị phạt tiền, cái xe bẩn nó bị phạt tiền này, rồi là
bất cứ một cái gì phạm vào quy chế của công ty, tùy mỗi công ty nó có cái quy chế khác nhau, phạm vào là bị phạt tiền. Đấy thì mình chia sẻ thế nhá, còn hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye. Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Độc đây. Đây có lẽ là video đầu tiên mình lại quay theo cái cảnh mà mình nằm ngửa này. Thì thật ra là cái không gian ở trong cái xe này bây giờ hiện tại là trời nó đang mưa, các bạn có thể nhìn thấy trời. Trời rất là u tối, mưa không có nhìn thấy, không có ánh sáng ngoài trời, nên là đâm ra là bây giờ mới có 6 giờ sáng, 6 rưỡi sáng các bạn ạ. Thế thì nó bị ngược sáng nên là không có cái cách nào buộc phải nằm ngửa này thì quay. Và mình bật cái đèn ô tô lên. Bật đường Tân Dương tới cao hết xe anh. Mình bật 143. Cho tầm nơi bé là tầm nơi to quá. Thì mình làm một cái video này để chia sẻ các bạn với cuộc sống của mình lái xe taxi sau 1 tháng các bạn ạ. Thì thực ra thì các bạn cũng biết đấy là mình muốn chia sẻ chủ yếu tập trung là chia sẻ về cái việc là mình đâm vào tường. Nó đúng là thật ra là chia sẻ cái này thì nó cũng rất là buồn cười và rất là nhiều người sẽ chê trách mình. Thực ra thì đúng là cái tai nạn nó đã xảy ra và mình đã đâm xe vào tường. Mình phải làm hồ sơ công an mất 8 triệu để công an họ chứng minh là vụ tai nạn có thật thì mới làm bảo hiểm được. Thì thực ra thì chia sẻ các bạn về cái kinh nghiệm này xử lý khi bị việc tai nạn lái xe và việc là xử lý tai nạn khi các bạn lái xe taxi, thì chia sẻ để cho chúng ta có cái kinh nghiệm với nhau. Thì những cái bức ảnh về vụ tai nạn thì mình sẽ để ở cuối video này để các bạn có thể xem xét qua. Thực ra thì tai nạn thì mình không muốn chia sẻ đâu, bởi vì là chia sẻ ra thì có rất nhiều người họ sẽ sợ đã hôm nay đi tai nạn một lần rồi thì rất sợ, hãy lên xe hôm này đúng không, lên xe hôm này sợ ông đưa mình đi bị tai nạn thì làm sao. Đấy, có rất nhiều người có tâm lý thế, người ta sợ ta không dám đi xe của mình nữa. Nhưng mà không sao ạ, nhưng mà đối với mình thì nó không sao cả. Mình vẫn cứ tiếp tục làm những video chia sẻ để thứ nhất là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em lái xe, thứ hai là cái đi ngoài đường này nó không có gì nói chắc được. Đấy, lái xe không ai nói là tài được, đúng không? Có thể là người lái rất là lâu năm họ vẫn có tai nạn bình thường. Đấy, thì thực ra thì không ai nói trước điều gì cả, cái quan trọng là mình do mình cẩn thận thôi. Thì nói đúng với các bạn, chia sẻ các bạn là mình bị tai nạn cái lúc đấy là mình cũng bất cẩn, nó đúng là như thế. Là có nghĩa là mình lái xe nhưng mình không tập trung nhìn đường. Đấy, mình cứ điện thoại xong rồi sờ nắm linh tinh các thứ, các lúc đấy lại buồn nữa, đầu óc lại nghĩ linh tinh. Thế cho nên là mình không có tập trung nhìn đường. Bởi thế cho nên là mình, khi mà mình đi vào cái đoạn đường ấy là cho nên là nó bị sóc và nó có cái ổ gà rất to, hỗng trũng một cái ổ gà, mình không thể chụp được cái ổ gà đấy, bởi vì là nó là một cái rãnh xuống luôn, nó một cái rãnh xuống như thế này, thì mình sợ nó sập két nước mà, thì mình mới bắt đầu mình đánh lái, mình bẻ lái thì mình đánh nhẽ mình đạp phanh, nhưng mình đạp nhầm chân ga thì nó bay vào tường thôi, thì nó bay lên vỉa hè và lao vào tường. Đấy, thì các bạn có thể xem cái ảnh ở cuối video. Thì thực ra thì nói đúng không, cái vụ hữu này nó xảy ra. Đấy, thì bây giờ là bên chỗ công viên Vĩnh Hằng mà mình đâm vào đấy, cái bờ tường của họ đấy, thì họ đang bắt mình bồi thường 500.000 tiền cây cảnh thôi. Đấy, còn về phía công ty lái taxi thì gần như là công ty không chịu cho mình một cái tổn thất nào. Đấy, công ty không chịu cho mình một cái tổn thất nào cả. Công ty bắt mình phải đền xe công ty và tiền hồ sơ công an là 8 triệu là cũng là tiền của mình. Và mình đến bây giờ thì mình vẫn chưa biết là xe là sửa mất bao nhiêu và phải mình và bảo hiểm sẽ chịu cho mình bao nhiêu và mình sẽ phải đền bao nhiêu. Thì thực ra thì bảo hiểm là chịu cho mình 75%. 75% thì còn lại là 25% là mình chịu, thì mình chưa biết tổng số bao nhiêu, hôm nào có thì mình sẽ chụp ảnh lại. Thì thật ra thì mình chán, mình chẳng muốn lên gara, lên cái chỗ sửa đấy để xem là chi phí sửa chữa bao nhiêu thôi, kệ công ty thôi. Thì sau khi mà mình bị tai nạn này, việc cái xảy ra như này, mình sẽ tường thuật lại cho các bạn để các bạn có cái kinh nghiệm. Đó là khi mà mình đã lao lên vỉa hè và đâm vào bờ tường rồi, thì cái xe của mình mắc kẹt trên vỉa hè thì nó không xuống được, thì buộc là mình phải gọi cứu hộ. Và trước khi gọi cứu hộ thì mình gọi cho trung tâm là người quản lý, trước tiên là Tâm.
Thì chú đến và chú gọi anh mấy anh công an đến giám định trước để giữ nguyên hiện trường, và gọi mấy anh công an đến giám định trước là xe của hiện trường có là vụ tai nạn có thật. Anh ấy chụp ảnh, anh ấy đo rồi anh ấy khám xét, xong anh hỏi người làm sao không, mình không làm sao cả, mình ngồi trong xe làm sao đâu, xe hỏng thôi. Thì thật ra thì xong cái việc đấy thì các anh ấy kéo xe về 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 gọi về công an huyện, về cái gọi là cái kho công an huyện để giữ xe để kiểm tra. Thế sau đó là mới xong rồi đó, sau đó thì là quản lý giáp, quản lý công ty đấy mới đến để làm việc với bên công an và xin xe về để sửa chữa. Đấy thì cái tiền cầu kéo đi cầu kéo lại thì mất 1 triệu rồi, với tiền kho bãi của bên công an là 100 nữa là 1,1 triệu. Đấy, sau đó là tiền hồ sơ bên công an họ chứng thực cho cái vụ tai nạn đấy là 8 triệu. Thế là tổng là mất 9 triệu mốt, cộng với lại khi công an họ đưa xe của mình vào kho để giữ, để kiểm tra, để kiểm định đấy, để xác minh vụ tai nạn đấy, thì họ đưa vào kho đấy, thì họ phải rút hết bình xăng của mình ra. Rút hết bình xăng ra để tránh chống cháy, phòng trừ tai nạn mà, phòng trừ cháy nổ mà, thì họ rút hết bình xăng ra, mà bình xăng mình mới đổ thì mình mới đổ 500 nghìn. Đấy, mình đổ 600 ấy, từ mình cứ chạy chắc mất 100 thôi thì mất 500 nghìn tiền xăng nữa. Thì là thế là cái vụ tai nạn đấy là đã thiệt hại của mình là một 1 triệu tiền cầu kéo, 100 tiền kho bãi là 1,1 triệu, 8 triệu tiền hồ sơ là 9,1 triệu và 500 nghìn tiền xăng, thế là mất 9,6 triệu. Đấy, tổng cộng là 9,6 triệu rồi đấy. Nói với các bạn, thật ra làm lái xe taxi 9,6 triệu tháng lương không kiếm nổi đâu. Đấy, 9,6 triệu một tháng lương, một tháng lương taxi kiếm không nổi 9,6 triệu đâu, phải cày vật mặt ra mới được ấy. Thì nó đúng là như thế. Thế xong bây giờ là 9,6 triệu rồi, bây giờ là còn phải đền bên bên sửa chữa nữa thì không biết là bao tiền nữa, nhưng chắc là cũng phải tầm ít nhất thì cũng phải là 5 triệu nữa. Nếu như cái xe thiệt hại khoảng 20 triệu thì mình đền 25% này còn 5 triệu nữa. Đấy, ít nhất là 5 triệu. Còn nếu mà 30 triệu thì chắc chắn là mình sẽ đền 7-8 triệu rồi. Đấy thì thật ra này là nói đúng, nói nhanh là mất 2 tháng lương, mà 2 tháng lương này là 2 tháng lương đông khách chứ không phải 2 tháng lương ít khách như này thì 2 tháng lương không gỡ lại được. Thì thật ra thì cái mùa Zocola này người ta chả có đi đâu cả. Đấy, một ngày kiếm, nói thật là kiếm, nói thật các bạn, kiếm đủ tiền ăn sáng ăn trưa mới này lượn 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 quanh quanh nên là gần như là đi làm huề, đi làm gần như không có công, tại vì một ngày đã mất 10.000 tiền rửa xe, 20.000 tiền bảo hiểm rồi đấy, nên là gần như là mất 30.000 rồi, còn ăn sáng ăn trưa các thứ mất 50-60 nữa đấy, 80 rồi, ngày kiếm được có đôi 300 thì này nộp phơ cho công ty nó không còn bao nhiêu tiền cả đấy. Thì cái mùa này nó rất là thấp. Thì cũng may mắn là hôm qua mình kiếm được 600, hôm qua nữa thì mình kiếm được một cuốc đi Thái Bình, mấy anh em họ đi Thái Bình thì đâm ra cũng được 1 triệu. Thì chắc là mấy ngày này lại quay về như mấy ngày trước thì chắc là chỉ kiếm được đôi 300 với lại 400-500 thôi, tại vì mình thấy nó ít khách lắm. Mới có hôm nay thì, hôm qua hôm nay thì trời nó mưa thì có thể khách nó lên một tí thì mấy anh em chẳng kiếm được 500-600. Nhưng mà thật ra thì nói đúng, cuộc sống này mình xin vào làm lái taxi đúng cái mùa Zocola đấy, thì thực ra mình chỉ muốn là mình đi luyện tay lái thôi, luyện tay lái thôi, nhưng mà khi đi làm thì có thấy tiền thì cũng ham. Thực ra thì đúng là mình bỏ, mình đằng nào cũng mất tiền, đóng tẩy đi làm, đằng nào mình cũng mất công đi làm, đằng nào mình cũng mất thời gian đi làm, thì mình cũng ước ao là có một cái đồng tiền mang về đấy. Thực ra cũng như thế, nhưng mà không ngờ lại đúng cái mùa Zocola đi, xong bây giờ lại tai nạn nữa, thì đúng là cái số mình nó quá đen các bạn ạ, quá đen luôn. Thì chia sẻ với các bạn thì thôi, cuộc đời là ai cũng phải đóng những bài học, gọi người ta gọi tiền ngu, nói đúng như vậy thì sau này mới khôn được. Thì mình cứ cố gắng xem có cài được hết cái hợp đồng này không. Đấy, lại chia sẻ với các bạn là 14 tháng hợp đấy, lại chia sẻ với các bạn là 14 tháng hợp đồng của cái của hợp đồng công ty này. Thật sự là mình không biết là mình có đủ lì để ở lại làm việc với công ty không, nhưng thôi mình cứ cố gắng thôi. Hôm qua thì mình lên gara rửa xe đấy, thì mình không dám quay cho các bạn xem bởi vì quay sợ là nó lộ tẩy công ty. Thì mình chia sẻ các bạn là bên công ty 86 bây giờ anh em giả cũng rất là nhiều xe rồi, cũng phải hơn 20 con xe giả lại rồi, tức là có khoảng hơn 20 lái xe là anh em nghỉ rồi, bởi vì Zucona này đâu có khách đâu đấy.
đi làm được 4-5 triệu tháng lương thì không bằng công ty, không bằng công nhân rồi, mà làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về, 4 chủ nhật không được nghỉ rồi này, trực hai buổi đêm một tuần, 8 buổi đêm một tháng thì đúng là nó vất vả lắm, nên anh em nghỉ là đúng thôi, bởi vì là nó đâu có khách đâu, có khách đâu, đi làm thì cũng ngủ trong xe thì cũng chán, mất thời gian, mất thời gian, mất công, mất sức mà lại không được tiền thì cũng khổ lắm. Thì thật ra đúng rồi, ai thấy gì đúng rồi, kỳ này bị đói đấy, mình đấy toàn nhà nghỉ với lại quán ăn họ có, với lại mấy cái nhà trọ họ lỗ được mấy cuốc, toàn đi ngắn mấy chục nghìn thôi đấy. Mình nằm ở đây là trung tâm giao thoa giữa ba xã, cái điểm này mình nằm là trung tâm giao thoa giữa ba xã, mà mình nằm một tiếng này rồi đã có khách đâu đấy. Vì đấy cuộc sống này nó như thế đó các bạn ạ. Mình chia sẻ các bạn là lái xe taxi nó cũng là cái ấy đấy, thì đâm ra là mình chia sẻ các bạn để anh em có xác định là đi lái xe taxi thì anh em cũng nên cân nhắc đấy. Đấy, cái vụ tai nạn đấy đưa xảy ra đấy, đấy hôm qua mình nhận thấy một anh em ấy là họ là người anh em cùng xóm mình ấy, là coi như là đỗ xe bên về đường nằm ngủ trong xe, thế là có một thằng nó đi qua, nó đâm vào vỡ hộp đèn thì nó chạy mất, thì mình mò ra thì nó đã chạy mất rồi. Đâm ra là phải hôm nay lại phải đi sửa xe, đánh xe đi sửa, mất gần 2 triệu đấy các bạn ạ. Đấy, mất 2 triệu, tức mất âm vào 2 triệu tiền lương rồi. Đấy, tháng nào nữa cũng 6 triệu, 5 triệu này cũng âm 2 triệu tiền lương ấy thì có ăn gì. Đấy, cuộc sống này các bạn thấy. Cho nên là đúng là làm nghề taxi này đấy, nó không đủ ăn, nó đúng như vậy. So với các công nhân khác không đủ ăn, nếu các bạn nào mà có vợ đấy, có vợ có con ấy, gia đình ấy không nên đi lái taxi nhá, mình khuyên các bạn thật không nên lái taxi, và đặc biệt là lái trong cái mùa này càng không nên đấy. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là người taxi này nó mất quá nhiều thời gian các bạn, mất đêm nhá, mất ngày, mất chủ nhật nhá. Đấy, 6 giờ sáng 8 giờ tối rồi, thế xong lại còn phải trực đêm đấy, thế xong các bạn này còn phải mất 4 giờ chủ nhật đấy. Cái thứ hai nữa và cái nữa là các bạn ấy, nó chưa kể là các bạn phải lúc nào phải trực đạt đấy, chẳng may bị phạt đấy. Như ông 24 này gọi mãi thì trả lời là trước mà nó phạt 200.000 là chết này đấy. Xong rồi lại còn chưa kể phải báo quán xe này, bất cứ cái gì nữa là tất cả nào đều phải là tiền đấy. Nên là đồng lương nó không được bao nhiêu mà lại thấp thỏm lo âu, bởi vì là cái tai nạn nó xảy ra hay là bất cứ một cái hình phạt nào nó xảy ra, công an đến với mình nó rất là dễ. Thế là cái nghề lái xe này nó rất là cực, mà họ chia phần trăm cho mình nó không được bao nhiêu tiền. Cho nên các bạn, mình chia sẻ các bạn để biết là cuộc sống của anh em lái xe taxi nó cũng khổ lắm. Thế cho nên là đi làm thì các bạn nên khéo mồm, mà có nhiều khách quen ấy, thì các bạn gọi là xin được cái tí tiền màu, tiền bo của khách đấy thì nó đỡ hơn tí, chứ không thì cũng vất vả lắm. Cho nên là mình khuyên là, cho nên là mình chia sẻ các bạn không nên đi lái taxi nếu như các bạn cảm thấy là mình đi lái taxi kiếm ăn bình thường, mà gọi là đón khách của trung tâm, đón khách của công ty mà đi kiếm ăn bình thường, thì thật sự là còn là rất khó để làm được đấy. Trừ trường hợp là các bạn đã quá quen với cái việc này, các bạn có thể làm ngày đêm được. Bởi vì đi làm cái nghề này nhá, là các bạn mất rất nhiều thời gian như thế, thì các bạn có muốn làm thêm một cái nghề tay trái gì đó, các bạn không thể làm thêm một cái nghề tay trái gì được đấy. Làm thêm một cái nghề tay trái gì nữa thì đúng là có thời gian đâu đấy. Ngay cả cái việc làm YouTube để như mình ấy, mình làm một YouTuber đây, mình còn không còn thời gian nữa. Mình rất muốn làm YouTuber mà mình muốn làm cái video để đăng YouTube mà không có thời gian nữa các bạn. Bởi vì là đấy, các bạn thấy cứ đi ở trong xe suốt ngày này đấy, đêm nay khả năng mình trực đêm rồi mình quay video thôi, nhưng chắc phải 1-2 hôm nữa mình mới đăng được đấy. Thật sự là rất là khó, khổ lắm các bạn, là nói chia sẻ các bạn nó không phải đơn giản đâu. Cho nên là cái nghề lái taxi này thì đúng là đâm nào phải theo nào thôi đấy. Thì tự nhiên mà nói chung đấy là mình chia sẻ, mình chẳng sợ gì cả. Các bạn có chia cả quản lý công ty hay là công ty có xem được cái video này đấy thì cũng hiểu được cái cảm giác của anh em lái xe như thế nào đấy. Thì thực ra thì đúng là mình cũng không ngờ là cái nghề lái xe này lại được chia phần trăm ít thế. Thế nó đúng là như vậy. Thì thực ra thì nó kể như thì chắc là công ty họ tính nó cũng có cái giá trị của họ thôi, bởi vì họ chia cho mình một nửa, họ lấy một nửa cũng có cái giá trị của họ thôi. Bởi vì là họ phải
trả lương cho những người làm việc ở trung tâm điều hành này, trả lương cho bên giám bên gọi bên thanh tra này, trả lương cho bên rửa xe này, rồi trả lương cho bên quản lý này, rồi trả lương cho bên hệ thống này, còn tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, rồi tiền sửa chữa bảo trì, rồi tất cả các thứ nữa, nên là chắc là công ty cũng phải hao hụt một cái khoản tương đối lớn, đúng không? Tương đối lớn là để gọi nó đúng là họ tương đối lớn, nên là họ cũng nên là đâu nó cũng vào đấy. Thật sự là lái xe là nó cũng không phải là không nghề gì hay, mà mình khuyên các bạn ấy muốn thật sự muốn làm theo nghề lái xe nên lái xe tải đấy, và nên học bằng C và lái xe tải đấy, nếu khuyên thật sự các bạn. Còn nếu các bạn nào muốn trải nghiệm cái cuộc sống lái xe, trải nghiệm và rèn luyện tay lái thì có thể làm cái lái xe gì hồng một năm hoặc đôi năm đấy. Còn nếu bạn nào đã quen với việc này, yêu việc này rồi thì có thể làm đấy. Như có những người làm một công ty họ vẫn làm 5-7 năm bình thường, mà vẫn làm 5-7 năm bình thường. Có những người làm gần chục năm cơ nhá, làm nghề taxi, tuy nhiên là họ năm này họ làm hãng này nhưng vài năm sau họ lại làm hãng khác, chúng mình họ cũng nhảy các hãng khác nhau nhưng mà họ cũng làm được cái nghề này đến gần chục năm các bạn ạ. Đấy, nó đúng là như vậy. Nó chia sẻ các bạn như vậy, cuộc sống này nó người này thấy khó nhưng người khác lại dễ thế đấy. Thì đấy, cái video này thì mình tâm sự các bạn như vậy đấy, mà các bạn biết là mình năm nay 26 tuổi rồi đấy, ngày còn ngày mai nữa thôi, ngày 14 tháng 3 mình sẽ bước vào tuổi thứ 26 đấy. Đấy, vừa 26 rồi, mình 26 tuổi rồi mà mình vẫn chưa làm được gì cho cuộc sống các bạn ạ. Bây giờ còn nợ tiền công ty, đền xe các thứ này, còn nợ cả tiền của mẹ, vay cả tiền của mẹ đi đóng tiền để sửa xe đấy các bạn ạ, cũng không làm hồ sơ công an đấy. Đấy, trong khi là mình bây giờ cuộc sống nó cứ bê bết thế này đấy, thân tàn ma dại quá các bạn ạ, mà người yêu thì không có, các bạn biết cuộc sống. Thôi, mình sẽ vượt qua những cái ngày tháng như thế này. Đấy, thì video ở đây chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Thì mình sẽ gửi gắm các bạn một số cái hình ảnh về vụ tai nạn ấy, thì mong là các bạn sẽ đồng cảm và chia sẻ với mình. Mình cũng mong là sẽ nhận được những lời chúc của các bạn để mình tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống, và sẽ được nhận được nhiều sự ủng hộ các bạn trên kênh YouTube này nhé. Và các bạn và mình sẽ tiếp tục làm những video về cái nghề taxi này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Goodbye, cảm ơn các bạn đã xem video.